không được nghịch phải chưa? Yên này. Đấy, đỉnh rồi. Hello, hello. Cái răm. Đấy, điểm này bắt đầu là có đường nhựa, bắt đầu có đường bê tông, bắt đầu chảy nhựa bê tông ở đây. Nhìn đằng trước, tập trung nhìn đằng trước. Đi du lịch mạo hiểm chứ gì nữa, quá mạo hiểm luôn. Hả? À, nhà gì đã ai xây nhà ở đây đâu mà nhà hoang được. Đấy, con đường xuyên. Đường xuyên là cái lần này à? Đây là đỉnh đồi. Đỉnh đồi luôn. Mình đang đi ở trên đỉnh đồi luôn. Con nhìn đường đi. Quá đẹp. Con đường thẳng tắp kìa, đường Hoàng Quốc Việt kìa. Đường Hoàng Quốc Việt ấy, thẳng tắp ở đằng xa kìa. Gì đó, đi đường dốc là phải để ý mà không nó nguy hiểm lắm ấy. Thấy chưa? Đấy, người ta san gạt đây này. Chỗ này cảnh quá là đẹp. Rồi, đẹp chưa? Đi á. Rồi, không ai biết địa điểm này đâu. Nhá. Mình đi đường bình thường ấy. Thế yeah, còn đường xuyên qua đồi kìa. Ây giời, sàn gạt hết. Giờ, quá đẹp. Cảnh kia là cảnh gì con không biết không? Cảnh gì? Cô kia thấy hả? Đấy, hoàng hôn. Hoàng hôn ấy. Cô lại phụ cái răm ấy. 6, 7 đấy. Cô về được không? Ừ? Cô về được không? Ôi, đường nào mà chẳng về được nhà. Mấy đường gì? Phải bình tĩnh. Thế giờ có đi tiếp sang phía cây răm nữa không? Thế kìa, có mấy ba người đang đi bộ kìa. Con đường xuyên đổi. Đi được mấy bước rồi, đi được nhiều phết rồi, giờ hơi bị xa. Đi ra hướng cả thành xa rồi. Ừ. Đi ra hướng cả thành nhà nhau nữa rồi. Quá xa rồi. Giờ bắt mấy lần núi nhỉ. bắt vẹo. Thấy chưa, tôi bảo ông Mai Ly lên trên này khám phá là tuyệt vời đúng không? À. Quá tuyệt vời đúng không? Đi nói cái điểm này về nhá. Biết đâu mình thông cái lần này. Không biết cái lần ở đâu không? Cái lần đây thẳng là thẳng này. Ok, mình sẽ thử đi nhá. Thử đi xem thế nào.